Hello mọi người, mình là Voki, mình là founder của shop Bodymix Review. Nếu các bạn có quan tâm đến Bodymix thì có thể like, share và subscribe kênh của Voki nha. Đề tài bữa nay của tụi mình là một đề tài rất là hay và tôi rất là thích cái đề tài của ngày hôm nay, đó chính là bốn bé Bodymix. Mùi rất là mát, một cái mùi mát mà Voki biết là mấy bạn đó rất là mong đợi để mua nó rồi. Và Voki sẽ làm một cái clip review tổng hợp bốn bé Bodymix này nha. Đầu tiên, Voki sẽ giới thiệu cho các bạn chai Midnight Blue Citrus. Cái chai body mist này là một chai body mist Voki rất là thích. Thật ra bốn chai này tôi cũng thích. Nói vậy nó nghe nó hơi lớn. Thôi nói chung là giới thiệu lời từ đầu nha. Chai Midnight Blue Citrus là một cái chai body mist đó. Bao bì rất là đẹp, nằm trong bộ sập Proctor Faces. Bản mùi của nó sẽ bao gồm là citrus, cam chanh này, mùi nước mùa xuân, rồi nó sẽ có thêm một xíu mùi xoài nữa. Về mùi thì Voki thấy chai này nó có cái độ mát. Ok, tiếp theo nữa là cái mùi chua, cũng như mùi chua của cam chanh và mùi ngọt của xoài á, nó kết hợp khá là keo, rất là dịu luôn. Và trước đây á, thì thông thường Best Body Works người ta ra những mùi xoài nó rất là ngọt mọi người, chứ không ít khi nào mà ra mùi xoài mà nó mát mẻ trong lành lắm. Nên đây là Voki thấy một cái phiên bản như là update 100% luôn á. Nên là Voki rất là recommend nếu mà bạn nào mà đang tìm những cái mùi trái cây mà hơi mát mẻ một xíu, mùi xoài mà nó dễ chịu so với những mùi trước đây, thì Midnight Blue Citrus là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời luôn. Và shop Voki các bạn thích chai này rất là nhiều. Tiếp theo Voki sẽ giới thiệu về chai LC. Chai này thì Voki thử xong thì sẽ tới mấy bạn nhân viên thử. Thì lúc đầu lúc mà Voki mới xịt ra thì Voki thấy chai này mùi nó giống dầu gội. Nhưng mà tôi cũng im, tôi cũng không có nói. Tôi thử nhân viên coi mấy bạn đó có thấy giống tôi không. Thì mấy bạn nó chỉ nói trời thơm quá chị ơi, mát quá, dễ chịu quá, em thích chai này dữ lắm. Thì tụi nó nói chai này tụi nó cho 11 điểm, còn chai này là tụi nó cho 10 điểm rồi mọi người. Cái Voki mới gài hoài, Voki mới hỏi là nhưng mà rốt cuộc là thấy giống cái gì. Thì Voki hỏi một hồi thì mấy bạn đó nói là giống chai dầu gội Tresemme á mọi người. Và với cái mùi mà nó giống cái mùi dầu gội này á, thì Voki liên tưởng với một chai body mist mà nó ra khắp đây một thời gian, đó chính là chai Mist Summer Cream của Best Body Works. Hai cái dạng mùi này á, nó đều giống nhau, cái điểm tương đồng đó chính là có thành phần là hoa lily. Không biết tại sao cứ dính cái hoa này là vô mùi dầu gội á mọi người. Ok, dầu gội hay không thì mình cũng không quan tâm cho lắm. Mình chỉ cần cảm nhận được đây là một cái mùi nó rất là dễ chịu và trong lành thôi. Thành phần của nó sẽ bao gồm là cam bergamot này, hoa lily và gỗ lũa. Gỗ lũa thì thông thường nó hay xuất hiện trong những cái chai body mist mà có mùi mát đó mọi người. Nên là các bạn thấy thành phần là gỗ nhưng mà các bạn cũng không có cần quá lo lắng là đây là một mùi đậm đà gỗ hay là nồng ấm gì đâu. Không có ấm cho nên mọi người, nó chỉ mát thôi. Là đây sẽ là một cái sự lựa chọn rất là ok cho mấy bạn nào là fan của dầu gội đầu Tresemme nha. Ok, tiếp theo đây sẽ là hai bé body mist rất là nổi tiếng hơn nhiều so với hai bé này. Một là bé chai Soul Water Free, hai là bé Underwater Oasis. Thì bé này nó từng được ra mắt cách đây vào thời 2019 rồi. Một chai này Voki nhớ là tầm 2020, 2021 gì đó. Underwater Oasis á, thì hồi xưa nó sẽ có thành phần là mùi tre nha mọi người, chứ nó không có quá nhiều thành phần là hoa. Nhưng mà ở đợt ra mắt mới đây á, thì bản mùi của nó hơi thay đổi một xíu. Nó có cam bergamot, nó có một xíu mùi hoa nhài cũng như là một xíu xạ hương. Vì cái sự thay đổi này nên là lúc mà Voki xịt ra, Voki thấy nó hơi có một xíu thiên hoa một xíu, chứ không có còn đơn thuần là một cái mùi nó mát mẻ trong lành như hồi xưa nữa. Tuy nhiên thì bé này nó vẫn đảm bảo được là cái mùi mát mẻ và dễ sử dụng đối với newbie. Nên nếu mà các bạn là fan của Underwater Oasis trước đây thì các bạn có thể ngửi lại một lần nữa ở phiên bản 2023 năm nay, coi là nó có khác không, hay là tại vì Voki nhạy cảm quá nên là Voki mới thấy nó có mùi hoa. Cái này là một câu hỏi là để sao thì mình mới rõ nha mọi người, tại vì nó còn mới quá, cũng chưa có quá nhiều bạn sử dụng qua bé body mist này á mọi người. Tiếp theo sẽ là bé Soul Water Free. Bé này thì hãng khá là ưu ái, rất là yêu thích luôn. Nó đã được ra mắt rồi sau đó cứ mỗi năm thì nó đều quay trở lại khá là thường xuyên. Nói về mùi á, thì chai này nó sẽ khác cái nhóm mùi với ba chai ở đây một xíu. Nó sẽ là nhóm mùi mát và sạch sẽ nha mọi người. Cái sạch sẽ ở đây thì nó sẽ sạch sẽ như kiểu là quần áo mới giặt xong vậy đó. Thành phần của nó sẽ bao gồm là mùi vải sạch này, mùi lá của cây, lá của hoa violet, mùi hoa súng và cũng như là một xíu xạ hương nữa. Chai này nó sẽ thích hợp cho cả nam và nữ, và cũng như là một ba chai ở đây luôn được thích hợp cho cả nam và nữ. Nhưng mà cái chai này á, thì thông thường mọi người hay mua nó để xịt quần áo này, cũng như sử dụng để đi học, đi gym này nọ là nhiều, tại vì mùi của nó sẽ thiên về kiểu sạch sẽ.
rất là cao, độ sạch sẽ của nó rất là cao. Nó xin gần với chai Aqua Kiss của Victoria's Secret nha mọi người. Vậy là Bulky đã giới thiệu vừa xong 4 chai body mist mùi mát cực kỳ hot, và Bulky nghĩ là nó sẽ còn hot rất là lâu nữa, tại vì thực sự là mùi của nó rất là ok so với những cái mùi ngọt ngọt mà mấy bạn hay không xài được á, thì mấy bạn có thể đổi qua cái nhóm mùi mát này. Chai này thì nó sẽ hơi thiên về mùi trái cây, chai này thì nó hơi thiên về kiểu sạch sẽ của dầu gội, chai này thì sẽ thiên về kiểu mùi hoa, còn chai này là sẽ thiên về kiểu sạch sẽ của quần áo mới giặt xong. Nếu mà các bạn vẫn không biết chai nào hết thì mấy bạn có thể mua hết. Nếu mà các bạn vẫn chưa biết mua chai body mist nào thì các bạn có thể mua hết mấy cái chai chip ở đây. Còn nếu mà các bạn vẫn không biết mua như thế nào thì các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng để nhân viên tư vấn cho các bạn nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip sau nha. Bye bye.